quay lại vị trí của cách. Mọi thứ ở đây đều ẩm ướt, nên rất khó để có thể nhóm lửa. Nhưng anh nghĩ rằng, anh có thể sẽ dần thích ứng bằng sức mạnh của bản thân. Là một kỹ sư, anh sẽ cố gắng để tìm ra cách để giải quyết, hoàn thành công việc với số lượng công cụ hạn chế. Sau đó anh bắt đầu thử với lớp vỏ dày của một cây gỗ lớn. Rất may sau đó đã có khói bốc lên. Nhanh chóng anh đã có được một đống lửa lớn. Với ngọn lửa này anh cảm thấy cuộc sống tự tin hơn rất nhiều. Điều này có ý nghĩa rất lớn với anh ấy. Tiếp theo anh bắt đầu hầm với món cây dẻo dai trước đó. Anh nói thứ này có thể ăn sống được, nhưng sẽ ngon hơn nếu nó được nấu chín. Cho một miếng vào miệng và cảm nhận. Mùi vị rất giống như măng tây, rất giòn và có chút vị ngọt. Vị trí của Mike cách Chase 45 km. Bây giờ trời đã tối hoàn toàn. Anh lấy túi ngủ ra và trải xuống. Ngay khi vừa nằm xuống được một lúc, anh đã nghe thấy một thứ âm thanh rất lạ. Bạn có thể nghe thấy điều đó không? Đó là âm thanh anh chưa từng nghe trước đây. Anh đoán rằng đó có thể là tiếng của một loài chim rừng. Hôm nay là ngày thứ hai của thử thách. Tamika nói rằng cô đã trải qua một đêm khó khăn. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ chiếc giường ở nhà. Vị trí nằm ngủ tối qua làm cô có chút đau nhức ở lưng. Mặt nền có vẻ như chưa bằng phẳng lắm. Nhưng ngày mới, với một khung cảnh tuyệt đẹp, đã nhanh chóng làm cho cô ấy quên đi cảm giác tối qua. Tiếp theo cô ấy sẽ tìm kiếm thức ăn. Với việc biết nhiều về các loại thảo dược, cô ấy muốn tìm một loại nấm có thể ăn được. Nhưng ngay sau đó Tamika đã tìm được thứ này. Chạm vào có cảm giác rất nhầy nhụa. Nó kiểu như nói đừng chạm vào tôi. Đó là lý do tại sao cô đặt ngón tay của mình vào đó. Đi đến một thân cây to, có thấy có nhiều nấm mọc trên đó. Nhưng cái này không thể ăn được. Nó chỉ có thể là một vật liệu khi nhóm lửa. Sau một lúc tìm kiếm, ngồi bên bờ biển và ngắm cảnh, Tamika nghĩ rằng nếu cô có thể không cần ăn gì, thì cô có thể ngồi đây đến khi nào cũng được. Khung cảnh trước mắt đối với cô thật đẹp. Lúc này cô cảm thấy bắt đầu đói, và còn có thể chịu đựng được. Cảnh quay chuyển đến nơi Rick. Anh ấy cũng giống như Tamika, ngồi trước bờ biển và ngắm cảnh. Anh ấy nghĩ đó là liều thuốc tinh thần cho một người 58 tuổi như anh. Để nhận ra rằng cuộc sống chỉ mới bắt đầu, thì cần có thể chất và tinh thần tốt. Anh đã từng nghe người ta nói rằng, một người bình thường có thể chết sau khi nghỉ hưu được 6 năm. Điều đó làm anh ta sợ chết khiếp. Thực tế là bạn dành cả đời để làm việc. Đừng phải gặp ông bà sớm và hãy tiếp tục làm những việc bạn yêu thích trong cuộc sống. Hãy sống hết mình, đó là điều mà Mike hướng tới. Là cựu quân nhân, đã áp dụng những kỹ năng làm việc vào nghề đi rừng. Ngoài ra anh còn dạy các con về kỹ năng sinh tồn. Anh và vợ đã ở bên nhau hơn 30 năm. Và đó chính là động lực để anh có thể cố gắng sống tốt. Sau khi tắm xong, anh cũng bắt đầu đun một nồi nước, nằm xuống và thổi lửa. Rất may bộ râu dài chưa bị cháy xém. Ở gần đó anh cũng nhìn thấy một khúc gỗ lớn, và bên trong có một phần bị rỗng. Anh ấy muốn tận dụng điều này. Thật tuyệt nếu có thể ngủ ở đây. Nếu như nó có thể to hơn một chút, thì nó chắc chắn sẽ là một nơi trú ẩn hoàn hảo. Cảnh quay trở lại nơi Mike. Anh ấy dự định sẽ làm một lò sưởi. Trước tiên hãy dọn sạch khu vực này. Ngay lúc làm việc thì có một con vật đến thăm. Bạn đang làm gì vậy? Sau một lời chào thân thiện, không ngờ nó lại nhận được một lời xua đuổi. Hãy ra khỏi căn lều nhanh. Sau khi đuổi con chim, anh ấy lại tiếp tục làm việc. Trong lúc đào bới, anh phát hiện ra một con giun. Nó đây rồi. Thật tuyệt vời. Bây giờ anh đã có mồi câu. Chỉ là một con vật nhỏ nhưng khiến anh rất hạnh phúc. Đào hố xong, anh đã chất xung quanh bằng những hòn đá. Tiếp theo là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Đó là nhóm lửa. Có vẻ như tư thế này chưa đúng lắm. Cần phải thay đổi tư thế ngồi. Thật không may, sau nhiều lần ma sát, vẫn chưa có chút khói nào bốc lên. Đồng thời lúc này anh cảm thấy bản thân không được ổn, cảm thấy rất đau ở ngực. Không biết anh sẽ phải ứng phó như thế nào. Anh ấy có bỏ cuộc thi vì điều này không? Cảnh quay chuyển đến nơi Rick, đứng giang tay trước bờ biển và cảm thấy cảnh vật thật đẹp, rất hoàn hảo. Anh ước gì có một cô gái 18 tuổi ôm từ phía sau. Nó giống như một cảnh huyền thoại trong phim Titanic. Sau một lúc mơ tưởng, anh đã trở về với hiện thực. Anh phải cố gắng vượt qua khó khăn. Đó là lý do tại sao anh đã ở nơi này. Màn đêm buông xuống. Anh nhớ rằng hôm này là sinh nhật lần thứ 60 của vợ. Bây giờ anh chỉ có thể nói lời chúc mừng sinh nhật lên bầu trời. Và có lẽ, cách đây khoảng 4.500 km, vợ anh nhìn lên bầu trời và có thể cảm nhận được. Và điều này cũng cho thấy anh đã bắt đầu nhớ về gia đình. Người ta nói sự vắng mặt khiến trái tim trở nên trìu mến hơn. Khi ở gần nhau, bạn sẽ coi mọi người là như là điều hiển nhiên. Bởi vậy khi cách xa nhau họ mới bắt đầu trân trọng. Cuối cùng anh nói lời chúc ngủ ngon và đi ngủ. Người khó khăn nhất lúc này là Mike. Anh vẫn chưa ngủ được, bởi vì anh cảm thấy bụng rất đau và khó thở, không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng anh đã gọi điện cho đội cứu hộ. Xin chào, tôi vừa bị những cơn đau trong người hành hạ. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi có những cơn đau ở ngực. Tôi rất sợ, không màng đêm tối. Thuyền của đội cứu hộ đang đi đến.
Họ liên lạc lại với Mike nhưng Mike không nghe máy. Lúc này họ thực sự cảm thấy lo lắng cho Mike. Sau mấy giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến chỗ nơi Mike. Lúc này anh ấy đã ngồi đợi ở bờ biển. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất đau. Nó bắt đầu từ khi nào? Khoảng lúc 18 giờ. Anh có cảm thấy tệ khi nằm không? Sau đó là một loạt các thao tác kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu Mike lên thuyền để tiến hành đo điện tim. Mặc dù các chỉ số cho thấy không có vấn đề gì, nhưng Mike vẫn còn thấy đau. Để đảm bảo an toàn, họ nói Mike cần nhập viện để điều trị. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến đây Mike không cầm được nước mắt. Anh ấy nói anh đã cố gắng rất nhiều để chăm lo cho gia đình, tham gia thử thách và có được tiền thưởng. Đó sẽ làm niềm tự hào cho các con anh. Nhưng vì sức khỏe, anh buộc phải từ bỏ cuộc thi. Hôm nay là ngày thứ 3. Và sau khi Mike ra về, chỉ còn lại 9 thí sinh. Quay lại với nơi Rick, anh nói rằng hôm nay anh sẽ đi tìm thức ăn. Anh hỏi mọi người có thắc mắc về giấy vệ sinh. Tôi đã sử dụng bộ râu này. Không phải là bộ râu này nhé. Thứ này rất mềm, có thể vo tròn. Ngoài ra còn có thể sử dụng rêu, chúng rất ẩm ướt. Chỉ có điều là, đôi lúc có chút bị xước. Rick nghĩ hôm nay sẽ là một chiếc giường. Cần phải sửa đổi tư thế ngủ hiện tại của mình. Phương pháp của Rick là đặt gỗ xung quanh. Tiếp theo là trải lá khô vào trong. Đảm bảo rằng có thể nâng anh lên khỏi mặt đất. Với tư cách là người hướng dẫn nghề đi bụi và sinh tồn, anh cảm thấy bản thân đã chuẩn bị rất tốt. Gần đây Rick thường hay chia sẻ kinh nghiệm trên TikTok với những kiến thức đi rừng. Hiện tại anh đã đạt được 3 follow. Đó là những thành viên trong gia đình anh. Tuy vậy anh ấy cũng xây dựng nội dung một cách khá hoàn chỉnh. Kiểm tra chiếc giường mới làm xong. Nếu có di chuyển thì anh sẽ đóng thêm vài cọc gỗ. Anh nói vũ khí bí mật của anh sẽ là kỹ năng sống của anh. Thích nghi, sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh bạn. Tham gia thử thách này là để trải nghiệm. Và anh muốn bản thân có thể ở lâu nhất có thể. Cách vị trí của Rick hơn 47 km là vị trí của Andreas. Anh là thí sinh thứ 6 tham gia thử thách này. Lúc này anh cầm một chiếc quần lót lớn. Và anh muốn dùng nó để tạo thành một chiếc túi. Có thể dùng để chứa đựng những quả mọng. Và đựng bất cứ thứ gì có thể ăn. Andreas là một người mẫu chuyên nghiệp. Anh ấy cũng rất thích săn bắn và hái lượm. Đây là cái tủ đông chứa thịt mà anh đã săn được. Có cả thịt lợn và thịt dê. Anh sinh ra ở Thụy Điển. Và mẹ anh làm nghề bán thịt. Nhưng săn bắn là điều anh làm sau này khi lớn lên. Vì vậy anh hoàn toàn khỏe mạnh và thực sự có khả năng tự lập. Anh nghĩ anh có đủ tự tin. Có thể chiến thắng thử thách này. Anh đã chuẩn bị cung tên và sẵn sàng đi săn. Hãy xem nơi đây có những gì. Thực phẩm sẽ được ưu tiên trong vài ngày đầu tiên. Anh phải làm chậm quá trình giảm cân nhiều nhất có thể. Và để làm được điều đó anh cần phải ăn. Nơi này trông có vẻ rất ẩm ướt. Để có thể săn bắn bằng cung tên, bạn cần có khả năng hiểu được động vật. Và khả năng ẩn nấp tốt. Và di chuyển đủ gần để bắn hạ con mồi. Động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng có thể nghe rõ hoạt động của chúng ta. Đi được một lúc nữa, anh đã tìm thấy dấu vết khác. Điều đó có nghĩa là có một con nai đang ở khu vực này. Động lực của anh lập tức đã tăng lên. Thực sự có thứ gì đó để ăn ở đây. Thật khó để di chuyển lặng lẽ. Một bộ dấu chân trông giống như một con nai. Anh nghĩ đã nhìn thấy thứ gì đó giữa những cái cây. Và có thể nghe thấy điều gì đó ở phía trước. Càng đi về phía trước, anh lại tìm thấy nhiều phân động vật hơn. Sau một hồi lặng lẽ truy tìm, anh nghĩ rằng con mồi không còn ở đây nữa. Vì thế, anh quyết định tìm một số quả mọng, dành cho một bữa ăn tối. Trông rất giống những quả cà chua. Anh tự hỏi liệu có nấu súp với chúng không? Ồ, tôi tìm thấy một cây dương xỉ. Thêm được cái gì đó để ăn, và cái này ngon đấy. Khi nấu lên chắc chắn sẽ rất tuyệt. Anh không ngờ anh đã đi xa đến vậy. Mong rằng anh sẽ quay lại đúng lúc để đốt lửa. Cách đây 35 km. Đó chính là vị trí của Christoph. Anh tự soi vào camera và tự hỏi tên nào mà đẹp trai đến vậy. Sau 2 giờ đứng tự sướng, cuối cùng anh ấy cũng vào rừng thu thập vật liệu. Ở đây có lượng mưa khoảng 7 mét mỗi năm. Chắc chắn sau này sẽ có những trận mưa lớn. Nếu vậy sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy anh cần phải xây dựng một nơi trú ẩn lâu dài, để có thể sống sót ở nơi hoang dã. Xây dựng nơi trú ẩn là cần thiết, đảm bảo chống lại những cơn gió và nhiệt độ dưới 0 độ C. Christoph là chủ một trang trại nuôi cá. Anh ấy có một nhà trong rừng, thích sống một cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên. Đã sống kiểu này từ năm 2010, tự mình làm hầu hết mọi việc trong nhà. Kể từ khi anh lớn lên trong tã lót, anh thường đi cắm trại cùng gia đình, có thể săn bắn và câu cá, và thành thạo nhiều kỹ năng sinh tồn. Sự ủng hộ của vợ chính là động lực để anh tham gia thử thách mùa này. Để xây dựng nơi trú ẩn, anh quyết định bắt đầu với khung hình cơ bản. Sẽ ghép hai khúc gỗ lại với nhau. Sau khi dùng dao và búa đá, anh đã có được hai khúc gỗ gác lên như thế này. Tiếp theo là xây dựng các bức tường. Thay vì dùng rêu, anh đã chọn lá khô. Điều đó sẽ ngăn chặn bất kỳ cơn gió nào quét qua. Khi thời tiết trở nên tồi tệ, thì anh sẽ có nơi để ẩn náu và giữ ấm. Quay lại với vị trí của Le Anne. Lúc này mặt trời đã khuất sau những đám mây. Và nhiệt độ lúc này chỉ có 2 độ C.
Đây là thứ mà cô ấy đã chuẩn bị để đốt lửa đêm nay. Cô ấy nhớ đến lời của mẹ cô. Hãy sống hết mình và làm những gì khiến bản thân hạnh phúc. Cô ấy nhớ mẹ rất nhiều. Gia đình là tất cả. Lúc này trời đã tối. Và cô ấy cần có lửa. May mắn là không gặp vấn đề gì. Lửa làm cho bạn cảm thấy an toàn. Tưởng tượng đi cắm trại hoặc bị mắc kẹt trong rừng. Và không có lửa. Cảnh tượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Ngồi bên đống lửa, cô ấy lại nhớ đến gia đình. Nhớ về những khoảnh khắc đốt lửa cùng họ ở phía sân sau. Ở nhà thường trò chuyện cùng nhau. Nhưng hiện tại cô ấy chỉ ngồi đây một mình cùng ngọn lửa. Và phải tự mình làm tất cả mọi việc. Cảnh quay chuyển đến nơi Andreas. Những quả mọng tìm thấy và hái hôm nay. Anh đã cho vào nồi và thêm vào một ít nước. Và sau đó là một thân cây dương xỉ nhỏ. Nấu xong, lá đã chuyển sang màu vàng. Thử ăn một miếng lá trước. Có hơi sơ cứng một chút. Về cơ bản nó giống như mùn cưa. Hãy thử xem nước trái cây có vị như thế nào. Cái này có vị ngon hơn nhiều. Không thể tồn tại lâu dài với thứ này. Anh sẽ phải cố gắng trong việc săn bắn và câu cá. Cần tập trung và tìm một ít protein. Được rồi, thế là xong cho tối nay. Chúc ngủ ngon.